Hello, xin chào các bạn. Video này mình sẽ chơi 8 tựa game trên iPad nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu luôn thôi. Nhưng đầu tiên, BKZ. Một game đua xe các bạn. Ba này. Còn ba rồi có 3 sao thế này. Oh no. Đó. Đổi màn khác này. Đây. Sở gà rất bon này các bạn. Úi hồi ôi. Không được rồi. Gà rất là nhanh luôn. Phóng này. Lộn vào mọi địa hình. Úi hồi ôi. Vỡ mặt. À, chúng ta nâng tầm vào. Ui bốc đầu như thế này nhá. Không được rồi các bạn ơi. Thôi mình sẽ chuyển game nha. Game tiếp theo là game gôn. Game đánh gôn các bạn. Bắt đầu luôn, mình sẽ bắt đầu luôn nha. Chúng ta sẽ vào tìm đối thủ chơi đây. À, mới vào chúng ta phải mở què đã. Đây rồi, bốn đối thủ của mình. À đâu, ba đối thủ của cả chúng ta nữa là bốn. Tại mình đang có 19 cúp rồi. Có một thằng 50 cúp kìa các bạn. Đấy, cười. Có biểu cảm đấy luôn. Một sởi rồi xuống à xuống rồi bọn kia nó ở bên trên nhá rồi đấy bọn nó ở bên trên nhá ui thằng kia sắp được kịp bọn phải chạy nhanh nó à. Nó sẽ cố gắng về đích trước của nó. Ui rồi không ngọt sợ không ngọt vào lỗ nhỉ rồi ăn điểm được một sao nhé rồi chúng ta về đích đầu tiên và đợi bạn kia bạn kia đang đánh nhá mình đã về đích rồi. Sẩy 3 điểm lên đầu luôn. Ồ, đang định cho một cái mặt cười mà. 3 1 bắt đầu. Chiu. Lọt nè, quá chuẩn luôn. Thế nào mình sẽ đánh bên bên kia đi các bạn. Bên kia cho tăng độ khó nha. Bên kia lại không được nên mình sẽ đánh bên này. Chúng ta sẽ cố gắng về đích tiếp. Lọt. Ui thằng kia có bóng lửa kìa. Gà gà mình lại về đích đầu tiên rồi. May quá thằng kia nó gần đuổi kịp. Bỏ đi đường bên này nhanh hơn đúng không ạ? Có một thằng hình như không chơi không? Có thằng bị loại hay sao ấy? Yeah. Cười lớn nào. Đó, ha ha ha. Tiếp tục. 3, 2, 1. Và bắt đầu. Không nhỏ qua được. Lần này mình phải đánh về đích trước này. Ui, bọn nó đánh chuẩn thế nhỉ.
những đoạn như thế này chúng ta phải đánh thật là nhanh. Ồ, bọn chơi có bóng lửa luôn ạ. Mình cũng chưa có bóng lửa nha. Ui, thằng kia về đích rồi đâu. Chẳng không nhỉ. Mình về thứ hai cũng được rồi. Thế này chúng ta vẫn được điểm rồi. Đó. Đó, khắc khắc. Khóa mình rồi. Lần này mình chỉ cần bắn được vào thôi. Một điểm được. Mình sẽ về đấy nha. Đó. Một trường à, quá chuẩn luôn các bạn ơi. Bọn nó cũng đánh chuẩn không kém nha. Bụp. Nào lần này chúng ta phải đánh vào lỗ. Mình sẽ dùng quả bóng tím. Chiu, lọt nó. Ui. Ơ nó lọt kìa. Thế chán không. Rồi. Vậy là chúng ta đã win. Ui thằng bọn đánh chuẩn đấy nhỉ. Mỗi mình không lọt được lỗ này. Ui, may quá mình vẫn về đích nha, mình vẫn win các bạn. Và xin luôn mấy cúp của nó, tổng cộng là 50 cúp. Rồi, chuyển game thôi nhỉ. Chúng ta sẽ sang một game mới, đó chính là game Epic rồi. Epic Jacke. Nói mình đang là một thằng cơ bắp. Đây là màn ăn thường như vậy. Cơ cơ cơ. Ừ. Chuẩn lắm rồi mà. Chán thế. Mình bay khá là chuẩn rồi. Ồ, chúng ta sẽ mua một skin nào. Có skin thì xịn sò một tí không? Mua thẳng năng 500 đi cho rực rỡ. Dâu quay nón à? Được luôn. Mình sẽ là thằng dâu quay nón. Gặp đứa xăm trổ và thằng siêu nhân. Ui giời ơi. Chán không chứ. Về đích sau rồi các bạn ạ, chán thật. Cái này sai lầm phát là không thể về đích được. Mình thua rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang game tiếp theo nha. Game tiếp theo, banana công, banana, chuối, chuối công, dâu. Mình đang bị một quái vật chuối đuổi. Ui, không ăn được bao nhiêu. Chuối đến rồi. Nên sao mình nên ăn cái dây để đánh đu. Đó. Ui, nó đuổi đi tới các bạn ơi. Tăng tốc ở đâu đây? Đây, thì ra tăng tốc đây. À, chúng ta phải ăn đầy chuối để tăng tốc nha. Nó sấp mặt rồi. Tiếp tiếp nha. Một con khỉ con này. Ăn chuối thì mình sẽ được tăng tốc. Vuốt hoa tăng tốc. Ui xời ơi, xuống lòng đất luôn. Mày vẫn bỏ vào đây.
Chuối đâu? Cẩn thận nhiều chuối để tăng tốc nào. Úi giời, nó đuổi đi rồi. Nhanh nhanh. Tăng tốc, yêu mày quá. Tí chết con. Mình đã đâm vào một cái đầu của con khủng long rồi. Rồi mình sẽ chuyển game nào. Game tiếp theo một game trượt. Cầu trượt các bạn. Chúng ta sẽ thi trượt cầu trượt với những người bạn khác. Rồi. Mình là con gì màu trắng nhỉ? Thỏ à? Phiêu đi là tắt nào. Phù. Mình sẽ đi đường tắt về đích luôn. Thật là tuyệt vời các bạn ạ. Đó, về đích luôn nha. Đây là đang ở Hollywood. Continue. Đấy, vẫn ở Hollywood kìa. Phew. Ăn dù nào. Một mạch về đích. Quả là tuyệt vời các bạn ạ. Trời ơi. Ấy chà chà, tí nữa bị thằng kia vượt. Ngoài kia cũng xuống đây nhanh phết. Rồi, tiếp nào. Mình lần này mình sẽ phải đổi skin này. Mình đang dùng skin gấu. Chúng ta sẽ dùng skin khác. Mua là 700 một cái thôi. Mình đang có 10k cơ. Con thỏ à. Tiếp theo là con gì? Chịu, sư tử được luôn, mình sẽ xây cái sư tử cho nó rực rỡ nhỉ. View dù đây rồi. Để về đây thôi. Mình chuyên gia đi đường tắt nha. Ui. May quá các bạn ạ. À, nó cứ định vượt nhưng mà mình chèn nó lại. Xây sư tử à. Xuống rồi bơi lên à. Tiếp nào. View vẫn là Hollywood. Một chiếc dù nữa nào. Ôi không được rồi các bạn ơi. Bước đi này hơi sai lầm rồi. Vẫn về đích, may quá nhảy vào góc này. Cả. Rồi mình sẽ chuyển game thôi. Đó chính là game Mai Hành. Buồn đi vệ sinh rồi. Có nhà vệ sinh không đi lại chạy ra ngoài. Chán hành quá đấy. Và sẽ tắm cho hành. Và cho hành đi ăn nha. Mình sẽ phải đi mua một chút gì đó mới được. Lên level 10 à. Lên level 11 các bạn ạ. Chúng ta nhận được ngô. Bếp lửa. Thế nào? Mình sẽ đi mua một chút đồ cho hành rồi. Rồi mua vài đồ đó để đấy thôi. Hành buồn ngủ rồi. Mình sẽ cho anh đi ngủ với nào. Rồi. Tiếp theo. Chơi game khác nào. Một game làm bánh thôi ạ. Đây chúng ta sẽ làm chiếc bánh. Đầu tiên là cho kem, cho bột vào. Có thể làm một chiếc bánh. Màu tím à, đúng màu tím rồi nha. Xong. Đây là những loại hoa quả rắc lên à. Hình như không phải loại này như khách yêu cầu rồi. Khách yêu cầu rắc bông hoa như thế kia nhưng mà mình không có. Nên mình phải cho tạm một ít dâu tây lên nha. Dâu tây của hạnh nhân. Hai sao thôi các bạn ạ. Tại vì chúng ta không có loại như khách yêu cầu nha. Chiếc bánh 450 đô. Ok. Cũng được, bị khách gật đầu rồi. Nào, tiếp tục làm một chiếc bánh nữa.
khuôn à, đây mình nhá, có khuôn tròn thôi, thôi khuôn nào cũng được mà, chiêu, ok, chiếc bánh chuẩn bị ra lò cho, bưng, ôi nhiều quảng cáo thế nhỉ. Tiếp theo là đồ sữa lên nào. Ok đó. Mình sẽ làm một chiếc bánh siêu ngon. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ hình như chiếc bánh này. Đó, tuyệt vời chưa? Một chiếc bánh nhiều màu. Và một hình tròn nữa. Đồn. Mình sẽ đợi quảng cáo một tí. Đây tan đi rồi các bạn ạ. Đó và dắp một ít quả hạnh nhân này lên này. Ừ, chúng ta có thể dắp một quả này. Đó, cherry các bạn ạ. Cherry. Cherry phơi khô. Rồi mình đã hoàn thành xong một cái bánh này rồi. Wow, quá đẹp luôn. Một chiếc bánh khá là tuyệt vời. Đặt lên đấy, xem có ai mua thì chúng ta sẽ bán. Vị khách này muốn làm một chiếc bánh này nhưng mà mình không làm được. Vị khách đại gia đi đâu rơi tiếng đấy. Thôi mình sẽ chuyển sang game khác nha. Game tiếp theo là GT Sniper. Đấy. Một tựa game sát thủ nha các bạn. Đó, mình sẽ phải hạ những tên kia kìa. Ui, đâu, thời gian nữa. Chết luôn. Tưởng thế nào. Wow, một khẩu súng rất là đẹp. Nhưng mình lại phải xem video nên thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ phần bắn súng cối nha. Không còn nào bắn đâu ấy nhỉ. Bùm. Thì ra chỗ này nấp ở đây. Láo toét là mình được mở hai chiếc hòm, mình sẽ mở hai chiếc hòm này. Wow, lắp được thêm một bộ phận của khẩu súng rồi. Rồi, tiếp theo. Ôi không, cái này mình phải làm rất là nhanh luôn đấy. Xong. Tiếp theo. Nó đang cầm khẩu AWM. Mình sẽ là bắn này không được. Mình sẽ bắn là cầm súng này chứ nhỉ. Xong luôn. Rất nhanh đúng không các bạn? Mày à nhóc, đâu nữa. Chết luôn. Headshot nha. Tiếp lần này can này mình bắn thùng xăng này. Chạy à nhóc, thôi trượt rồi. Sao mình lại có thể bắn trượt mà này nhỉ?
Đúng mặt luôn. Qua màn rồi các bạn. Thôi có lẽ là mình dừng clip lại đây rồi. Chào tất cả các bạn nhé.